Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay thì shop xin được hướng dẫn cách sử dụng một cái con nồi cơm, đó là nồi Mitsubishi các bác nhé. Dòng này là cao tần áp suất 1.0 lít, tức là 1 lít ạ. Mã NJ-10FE5. Cao tần áp suất nha các bác. Này, cao tần áp suất và có sóng V3 này. Dòng nồi này thì shop đã dán dịch tiếng Việt hết ở bên ngoài rồi. Cũng như là nồi sẽ được đi kèm với một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng tiếng Việt đã được dịch tất tần tật các chữ tiếng Nhật ở trên màn hình rồi. Chúng ta sẽ có hai cách nấu, một là nấu thường ở cái nút này, một là nấu thường, hai là ấn hai lần thì nó sẽ trở thành chế độ nấu nhanh các bác nhé. Chú ý này, ấn hai lần nút nấu thì sẽ trở thành nấu nhanh đó. Thì khi chúng ta cần cái nồi cơm ăn nhanh hơn một xíu thì chúng ta sẽ dùng cái chế độ này và tắt bên này, ấn một lần nữa thì nó sẽ có ủ. Các bác thấy cái đèn màu vàng lên không ạ? Đấy là nó đang ủ nhá. Tắt này, chọn gạo. Gạo trắng, gạo không vo, gạo tạt, gạo lứt nó. Và mặc định là ở chế độ nấu gạo trắng dẻo hay nấu thường nhá các bác. Thì chúng ta chỉ việc ấn nút nấu này thôi. Thì tầm khoảng gần một tiếng là nồi cơm sẽ xong được cái một nồi cơm ngon, gạo trắng, cơm dẻo. Đó, chúng ta tắt đi này. Ngoài ra menu thì có các chế độ gì? Nấu thường này, tiếp theo là nấu cứng này. Nấu mềm. Đó, nấu thường mà ở cái chế độ cơm rời này. Đó. Tiếp theo đây là nấu chín kỹ, nấu cháo. Đó, lại quay về chế độ nấu thường. Dẻo. Đúng không? Đó, rất là nhiều chế độ đúng không ạ? Tắt đi này. Và đồng hồ của shop đã để cho nồi về đúng cái thời gian của nó rồi. Là hiện tại là thời gian là 12:07. Nhanh hơn bên bình thường một xíu, 1 phút thôi nhưng không sao hết. Và chúng ta có thể có dùng được chế độ hẹn giờ này. Tắt đi này, vừa nãy là đang ủ. Tắt. Chọn chế độ hẹn giờ là có thể là 7 giờ tối có cơm, hoặc là mình muốn 7 rưỡi có cơm đi thì mình chỉnh ở đây và ấn nút nấu. Thế là nồi đang ở chế độ nấu hẹn giờ các bác nhé. Có màu xanh xanh ở đây này thì tức là nồi đang nấu ở chế độ nấu hẹn giờ. Bây giờ là 7 rưỡi là sẽ có cơm để ăn. Đó, chúng ta tắt đi. Đây là chế độ ủ, đây là ủ vừa chín tới hoặc là không cần. Thật ra cái này nó không có quá là quan trọng lắm. Chúng ta tắt đi này. Đó. Mọi chi tiết thì shop đã dán cũng như là đi kèm với giấy hướng dẫn sử dụng rồi. Nếu như bác nào mà có nhu cầu xin cái file dịch này về nhà để dùng cho cái nồi cơm nhà mình ấy, thì các bác cứ liên hệ với số điện thoại hotline 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ phục vụ quý khách một cách tận tình. Kể cả là quý khách có không mua nồi ở shop thì shop vẫn hỗ trợ nhiệt tình nha. Đó. Nồi này thì giá bán là 1.400.000, bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Mọi chi tiết xin mời các bác liên hệ với số điện thoại hotline của shop hoặc có thể đến tận cửa hàng của shop. Shop có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Nếu thấy video này hay hữu ích thì xin các bác một like và ấn nút chia sẻ, đăng ký ở phía dưới nhé. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Đồ Nhật Thanh Huyền cũng như là đã đăng ký theo dõi kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách vào các video tiếp theo của shop.